những vấn đề mà dư luận, người dân đang quan tâm. Giải pháp nào đến từ các ngành và các địa phương? Đối thoại về cải cách hành chính, cải cách để phục vụ tốt hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối thoại về cải cách hành chính, chương trình do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp thực hiện. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục trở thành cầu nối để lãnh đạo các sở ngành và các địa phương giải đáp những kiến nghị, những thắc mắc của quý vị và các bạn đang quan tâm. Và trong chương trình ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ tham gia đối thoại trực tiếp với chương trình của chúng ta từ 20h15 đến 20h40 phút thông qua số điện thoại đường dây nóng 02633 531 135. Vâng, kính thưa quý vị, khai thác khoáng sản lậu, cát tặc, hoành hành hay là việc khai thác xong rồi bỏ lơ hoặc là chỉ phục hồi hoàn nguyên môi trường lấy lệ. Những câu chuyện này chúng tôi khẳng định là không mới nhưng luôn là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đã đến lúc cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn. Những gì còn sót lại ở mỏ đất sét đã hết thời gian khai thác. Nguy hiểm luôn rình rập trên diện tích hơn 60.000 m2 ở trung tâm thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương. Khu vực khai thác ngày nào giờ đã trở thành bãi tập kết đủ các loại chất rắn và rác thải sinh hoạt. Và đó là hệ lụy từ việc doanh nghiệp đã phớt lờ việc hoàn nguyên sau khai thác theo quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Cảnh quan ở đây bị xâm chiếm rất là nhiều, bây giờ trở thành một cái thùng vũng hoang hóa, rồi rác thải trở đến đây đổ không ai quản lý được. Giữa trung tâm thị trấn lại để một cái cảnh quan nó lại phản cảm thế này, thực ra người dân chúng tôi cũng không biết kêu ai. Dự án khai thác mỏ đất sét đã hết hiệu lực từ gần một năm nay. Theo quy định của luật khoáng sản, các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện việc đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường. Ngoài việc hoàn trả mặt bằng theo cam kết, doanh nghiệp còn phải tiến hành trồng cây xanh, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Quy định là vậy, nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp không chấp hành thực hiện. Mặc dù người dân đã có ý kiến với ngành chức năng, nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Khi mà khai thác xong, đem nguồn đất đi thì bây giờ thành những cái ao hồ như vậy. Trước tiên thì cũng ảnh hưởng về cái sinh hoạt của bà con địa phương. Thứ hai nữa là nhìn cái mỹ quan nó cũng mất thẩm mỹ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 100 đơn vị được cấp khai thác khoáng sản. Tuy nhiên có một thực tế là nhiều công ty doanh nghiệp mặc dù đã đóng cửa mỏ nhưng vẫn không hoàn nguyên, hoặc có chăng cũng chỉ qua loa chiếu lệ. Thực tế đó đã làm cho đất bị hoang hóa, cằn cỗi, cảnh quan môi trường bị xâm hại. Vì vậy việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, hậu kiểm trong hoạt động khai thác khoáng sản, đôn đốc việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường sau khi giấy phép khai thác hết hiệu lực là yêu cầu mang tính cấp thiết. Vâng, kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì ngành tài nguyên và môi trường cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường quản lý công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên thì các trường hợp khai thác khoáng sản xong rồi bỏ đó hoặc là chỉ khắc phục qua loa thì chắc chắn sẽ để lại rất nhiều hệ lụy cho môi trường. Không biết ông Nguyễn Văn Trãi có suy nghĩ như thế nào sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi? Xin chào MC TV, kính chào quý vị và các bạn. Thì như các bạn cũng biết là ngành tài nguyên môi trường cũng được sự quan tâm sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Và trong những năm qua thì ngành tài nguyên môi trường cũng đã hết sức nỗ lực trong công tác quản lý ngành, công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan và địa phương trong công tác quản lý và khai thác khoáng sản. Mặt khác thì các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực khoáng sản tương đối đầy đủ và toàn diện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng đã xảy ra một số cái trường hợp mà ý thức của các doanh nghiệp chưa cao trong công tác bảo vệ môi trường cũng như trong công tác là đóng cửa mỏ, hoàn nguyên cải tạo, phục hồi môi trường. Thì trở lại cái phóng sự vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận thấy rõ ràng là cái vấn đề đóng cửa mỏ theo quy định điều 73 của luật khoáng sản
và ngay cả nghị định 58, 158 và thông tư 45 cũng đã hướng dẫn cái việc đóng cửa mỏ. Thì mặc dù là pháp luật là đầy đủ, tuy nhiên là ý thức của một số doanh nghiệp thực hiện cái khai thác khoáng sản chưa thực hiện nghiêm trong cái vấn đề này, thì như vậy thì gây ra một cái hệ lụy, đó là ô nhiễm môi trường, gây sạt lở và cũng có thể là gây nguy hiểm cho con người và súc vật khi đi vào những khu vực này, đặc biệt là những cái khu vực mà có cái mỏ khai thác sâu tạo nên những hố chứa nước, như vậy là cũng gây nguy hiểm. Do đó thì chúng tôi nhận thấy cái việc này là chưa phù hợp và chưa đúng quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp trong thời gian qua. Vâng ạ, như ông vừa nói là từ việc cấp phép khai thác, quy định trữ lượng cho đến phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ thì đều có những quy định hết sức chi tiết và rõ ràng. Vậy thì thưa ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này? Liệu có phải là khâu quản lý hậu khai thác của chúng ta vẫn còn chưa đồng bộ hay không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của MC. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực cái vấn đề hậu kiểm, mà đặc biệt là vừa qua chúng tôi đã rà soát, hiện nay thì trên địa bàn tỉnh có 74 giấy phép đã hết thời hiệu. Thì theo quy định điều 73 của luật khoáng sản thì các giấy phép hết hiệu lực là phải thực hiện lập đề án đóng cửa mỏ. Tuy nhiên thì sau khi rà soát thì chúng tôi hiện nay là có 50 giấy phép đã hết hiệu lực và hoàn thành cái việc đóng cửa mỏ, còn lại 24 giấy phép là đang trong thời gian thực hiện cái việc đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường. Dĩ nhiên là đa số thì các doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản và đặc biệt là khai thác khoáng sản đối với vật liệu xây dựng thông thường thì chấp hành nghiêm. Tuy nhiên một số cái doanh nghiệp ý thức chưa cao trong công tác bảo vệ môi trường cũng như trong công tác hoàn nghiêm cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp mình. Vâng ạ, những thực tế buộc chúng ta phải đối diện và ngay lập tức phải có giải pháp để giải cái bài toán về môi trường này. Thế thì ông suy nghĩ như thế nào về các giải pháp? Về giải pháp thì chúng tôi suy nghĩ như sau, là trước hết là phải ý thức của doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản phải được nâng cao. Thứ hai là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Và cái thứ ba là phải có biện pháp chế tài. Thì hiện nay về mặt văn bản quy phạm pháp luật của đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản đã cơ bản đầy đủ và toàn diện như tôi nói ban đầu. Và đặc biệt là trong cái nghị định 36 quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là trong vấn đề đóng cửa mỏ sau khi giấy phép hết hạn. Và vấn đề này thì chúng tôi cũng trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực, tuy nhiên cũng xảy ra một số cái trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm trong công tác đóng cửa mỏ, hoàn nguyên cải tạo phục hồi môi trường. Vậy thì thời gian tới chúng ta cần có thêm những giải pháp nào đồng bộ hơn để công tác quản lý việc đóng cửa mỏ của các doanh nghiệp sẽ thực hiện tốt hơn hay không? Theo chúng tôi thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ các cái giấy phép đã hết hạn và thực hiện đề án đóng cửa mỏ đối với các doanh nghiệp. Và tiếp theo nữa là chúng tôi cũng đưa ra những cái giải pháp mạnh đối với các doanh nghiệp mà không chấp hành cái việc đóng cửa mỏ khi giấy phép hết hạn, đặc biệt là đối với những khu vực khai thác có mỏ sâu và tạo những cái hố chứa nước nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng con người và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và cần thiết thì chúng tôi ngoài cái nghị định 33 xử lý vi phạm hành chính thì chúng tôi có thể là chuyển cho cơ quan điều tra để truy tố hình sự đối với những cái trường hợp không đóng cửa mỏ gây hậu quả nghiêm trọng. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu chuyện cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Còn việc quản lý và giám sát các doanh nghiệp sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được thực hiện như thế nào, khi mà tài nguyên khoáng sản là một nguồn tài nguyên không phải là vô hạn và cần có sự phân bổ hợp lý cho tương lai. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thực hiện chương trình. Theo quy định, các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản tài nguyên ra khỏi khu vực khai thác và lắp camera giám sát tại các điểm mỏ, kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.
Tuy nhiên đến nay nhiều công ty doanh nghiệp chưa chấp hành quy định này. Về phía sở thì cũng thường xuyên yêu cầu các cái đơn vị này là phải khẩn trương hoàn chỉnh các cái hồ sơ thủ tục liên quan. Và các đợt thanh tra kiểm tra vừa qua thì cũng đã xử lý một số trường hợp chưa có lắp đặt cái trạm cân và camera giám sát. Theo giấy phép được cấp, bình quân mỗi năm tổng sản lượng khai thác cát trên địa bàn tỉnh là 98.233 mét khối, đá xây dựng là 1.447.619 mét khối. Trên thực tế, có không ít trường hợp khai thác không đúng giấy phép, vượt quy mô sản lượng cho phép. Việc không lắp đặt trạm cân, camera giám sát không những gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là việc kiểm soát sản lượng khai thác, tiêu thụ, tải trọng xe, gây thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước. Qua kiểm tra thì có vẫn còn một số doanh nghiệp là việc khai thác và kê khai nộp thuế đối với một số loại tài nguyên chưa đúng với cái giấy phép. Ngoài việc không lắp đặt trạm cân, camera giám sát tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ và các kho chứa, qua kiểm tra cho thấy nhiều doanh nghiệp không lập đầy đủ các sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm. Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, ngoài công tác hậu kiểm thì việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định cần được thực hiện đồng bộ. Chúng ta không thể phủ nhận rằng là hoạt động khai thác khoáng sản đang đóng góp và nguồn thu lớn cho tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên là bài toán hậu kiểm sau cấp phép khai thác phải chăng đang là bài toán quá khó đối với địa phương của chúng ta? Theo chúng tôi thì công tác quản lý hoạt động khoáng sản nói về mặt quy định pháp luật thì đã đầy đủ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì có những cái nguyên nhân mà dẫn đến doanh nghiệp, một số doanh nghiệp, số ít doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm trong vấn đề này. Đó là thứ nhất là doanh nghiệp là ý thức cái chấp hành cái pháp luật trong khai thác khoáng sản chưa cao. Thứ hai nữa là còn né tránh và không chịu đầu tư những yêu cầu chẳng hạn như lắp đặt trạm cân hoặc là camera. Những vấn đề này được quy định trong nghị định 158. Cái thứ ba nữa là trong quá trình triển khai khai thác thì các doanh nghiệp còn chưa tập trung vào vấn đề thực hiện đúng thiết kế mỏ mà khai thác là ngoài ranh rồi vượt chiều sâu cũng như là khai báo cái sản lượng khai thác chưa đúng theo cái sản lượng mình thực tế mình đã khai thác. Làm như vậy thì nó ảnh hưởng đến về mặt đóng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chấp hành pháp luật về hoạt động khoáng sản là chưa nghiêm. Đó, thì như vậy thì rõ ràng là các doanh nghiệp này trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản như là chưa có đúng theo quy định của pháp luật. Và chúng tôi cũng nghĩ là vấn đề này là những cái nguyên nhân trên thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái giải pháp sắp tới trong cái nội dung quản lý trong lĩnh vực khoáng sản. Đó là thứ nhất là chúng tôi phải tập trung tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản. Cái thứ hai là chúng tôi kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ và phối hợp với địa phương xử lý nghiêm những trường hợp chây ì và không chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Và cái thứ ba nữa thì cần thiết là chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình kế hoạch thanh tra kiểm tra theo định kỳ nhằm giúp cho doanh nghiệp vừa chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động khoáng sản vừa thực hiện đúng cái nghĩa vụ quyền lợi của người tham gia hoạt động khoáng sản trong thời gian sắp tới. Dạ vâng ạ, từ đầu năm đến nay thì cũng còn không ít trường hợp bị xử phạt các cá nhân, các đơn vị khai thác không phép tại nhiều địa phương như là Lâm Hà hay là Bảo Lộc vân vân, vẫn đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ông Nguyễn Văn Trại có bình luận gì về vấn đề này ạ? Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tập trung phối hợp với các sở ban ngành và địa phương thực hiện cái việc kiểm tra và thanh tra tất cả các cái doanh nghiệp mà có dấu hiệu vi phạm. Thì trong những theo thống kê thì trong 3 năm liên tiếp vừa rồi thì chúng tôi trong năm 2018 thì là chúng tôi thanh tra và phát hiện là 277 trường hợp và
số tiền phạt vi phạm hành chính là gần 1 tỷ và năm 2019 là 333 trường hợp xử phạt là 2,1 tỷ và đặc biệt trong năm 2020 thì chúng tôi thanh tra xử phạt là 207 trường hợp và số tiền phạt là 2,4 tỷ. Thì như vậy là rõ ràng là cái việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khoáng sản có giảm nhưng mà không phải giảm rõ rệt, mà việc chấp hành, việc tuân thủ theo cái quy định pháp luật trong hoạt động khoáng sản của một số doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Như vậy thì rõ ràng là việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của một số doanh nghiệp này là chưa nghiêm. Cho nên chúng tôi buộc lòng phải tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, mà đặc biệt là theo Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ. Vâng ạ, hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều giải pháp đồng bộ và thực sự là quyết liệt hơn nữa để tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa ông Nguyễn Văn Trãi, trong thời gian thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số ý kiến của các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khai thác khoáng sản. Một vướng mắc còn tồn tại hiện nay đó là việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo trữ lượng cũng còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, vì tùy theo từng thời điểm, nhu cầu thị trường hoặc là do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, giải phóng mặt bằng vân vân thì ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Thì vấn đề này đặt ra thêm một thách thức, đó là làm thế nào để vừa có thể quản lý chặt nhưng phải đúng và đủ, cũng là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì ông có ý kiến như thế nào? Việc đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của người tham gia hoạt động khoáng sản. Mà đặc biệt là trước đây năm 2017 thì có Nghị định 203 và vừa rồi thì năm 2019 có Nghị định 67 thay thế Nghị định 203 thì quy định việc tính và cấp quyền khai thác khoáng sản. Đây là cái nghĩa vụ của người hoạt động tham gia hoạt động khoáng sản, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Thì so với lại cái Nghị định 67 mới ra đời thì đối với Nghị định 203 thì Nghị định 67 có những cái thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, chẳng hạn như là đối với những cái trường hợp mà khai thác khoáng sản có thời gian là 5 năm và đối với là trường hợp của bộ thẩm quyền của bộ cấp phép, và cái tiền đóng tiền cấp quyền dưới 1 tỷ thì đóng một lần, còn đối với cấp tỉnh thì 500 triệu là đóng một lần, và ngoài ra là ngoài hai trường hợp trên thì được đóng nhiều lần. Và cái thời gian đóng đối với so với Nghị định 67 so với Nghị định 203 thì cũng có một cái khoảng thời gian tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thay vì là 31 tháng 3 hàng năm thì lần 1 thì đối với Nghị định 67 là 31 tháng 5, và giảm cái sự áp lực về mặt tài chính cho các doanh nghiệp, và lần 2 là vào ngày 31 tháng 10. Đó là một số cái nội dung mà trong Nghị định 67 khắc phục được cái tồn tại và thiếu sót đối với Nghị định 203. Ngoài ra thì trong Nghị định 67 còn nhiều cái quyền của người tham gia hoạt động khoáng sản, chẳng hạn như trong quá trình khó khăn thì doanh nghiệp cũng có thể là làm văn bản kiến nghị xin gia hạn thời gian đóng tiền cấp quyền, và trong thời gian gia hạn này thì khi được cấp thẩm quyền cho phép thì được miễn trả cái tiền chậm nộp. Dạ vâng ạ. Liên quan đến vấn đề quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn thì nhận được cũng khá nhiều sự quan tâm của các khán giả đang theo dõi chương trình. Sau đây là câu hỏi của anh Nhật Nam ở phường Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Tôi thấy ở Lộc Châu, Bảo Lộc và ở Lộc Tân, Bảo Lâm thì các công trường khai thác cao lanh vẫn hoạt động, dù thực trạng này đã được phản ánh nhiều lần. Chính quyền địa phương thì đều nói là khó xử lý. Vậy thì đến bao giờ thì khai thác cao lanh ở đây mới được lập lại trật tự? Vấn đề bạn hỏi thì chúng tôi cũng đã biết và cũng đã triển khai nhiều biện pháp, và trong những năm qua thì cái việc này đã diễn ra và chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương đã triển khai thực hiện việc xử lý các vi phạm và đặc biệt là khai thác cao lanh trái phép. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với công an tỉnh thành lập một tổ chuyên án
để xử lý việc này. Tuy nhiên là đến hôm nay thì những cái việc mà khai thác vận chuyển cao lanh trái phép vẫn còn diễn ra, nhưng mà so với thời gian trước đây thì đã giảm đi rất nhiều. Dạ vâng ạ. Còn câu hỏi của anh Cường ở số điện thoại cuối là 725 thì có nội dung như thế này ạ. Tại vùng giáp ranh giữa xã Thành Nung, Đà Lạt và xã Mê Linh của huyện Lâm Hà thì có nhiều điểm khai thác đá không phép vẫn tồn tại khá lâu, gây biến dạng địa hình rừng núi và nguy cơ sạt lở cao. Thế thì xin ông giải trình thêm về sự việc này. Những vấn đề mà khai thác đá trái phép tại địa bàn giáp ranh giữa xã Thành Nung và xã Mê Linh, vấn đề này chúng tôi cũng đã được nhiều người dân phản ánh, và chúng tôi cũng đã có văn bản gửi về cho Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật. Và chúng tôi cũng nhận được cái thông tin trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Đà Hà, thì trong thời gian vừa qua thì cái việc mà không riêng gì khai thác đá trái phép mà còn là khai thác cát trái phép thì huyện Lâm Hà cũng đã xử lý nhiều trường hợp, và đặc biệt là có những trường hợp mà vượt qua việc xử lý vi phạm hành chính thì huyện Lâm Hà cũng đã chuyển cho cơ quan công an truy tố một số trường hợp đặc biệt. Như vậy thì rõ ràng là trong quá trình quản lý hoạt động khoáng sản của địa phương cũng đã tích cực đấu tranh với cái tệ nạn khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên thì trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với cái địa phương và các ngành có liên quan để xử lý dứt điểm và hạn chế đến mức thấp nhất việc khai thác trái phép tại những cái địa bàn vừa nêu. Dạ vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của một khán giả ở thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương. Trong thời gian gần đây thì trên địa bàn huyện Đơn Dương, tình trạng khai thác cát ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất của người dân khu vực sông Đa Nhiêm. Thì xin hỏi Sở Tài nguyên Môi trường đã có hướng xử lý như thế nào hay chưa? Như vậy là trong cái câu hỏi của bạn đặt ra là việc khai thác cát trên sông Đa Nhiêm thì chúng tôi vừa rồi chúng tôi cũng nhận được cái tin phản ánh có một cái doanh nghiệp khai thác cát trên sông Đa Nhiêm gây ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới cái việc tưới tiêu của bà con. Chúng tôi qua cái phản ánh này chúng tôi đã kiểm tra và phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát, thì đúng là cái tin phản ánh của bà con là hoàn toàn chính xác, và cái trường hợp này đã được Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương xử lý bằng hình thức là đình chỉ hoạt động và khôi phục, buộc lòng khôi phục toàn bộ các cái tổn thất mà và ô nhiễm do khai thác cát xảy ra. Và góc độ cơ quan chuyên môn chúng tôi đã lập biên bản và sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tước giấy phép trong thời gian theo quy định. Dạ vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của anh Phan Văn Anh. Đọc báo nghe đài thì tôi vẫn nghe nói đến việc khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Cát Tiên vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Xin hỏi tại sao là sự việc này lại diễn ra quá lâu mà đến bây giờ vẫn còn diễn biến phức tạp như vậy? Thực trạng cái việc khai thác cát tại sông Đồng Nai của cái vùng giáp ranh ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước, thực trạng này cũng đã diễn ra không phải là mới đây mà những năm về trước, và chúng tôi phối hợp với ba tỉnh và đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì một cuộc họp của ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Sau cuộc họp này thì chúng tôi cũng đã triển khai việc quản lý. Thứ nhất là trong năm 2019 chúng tôi đã đình chỉ toàn bộ các giấy phép đang hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai trong thời gian là gần 18 tháng để rà soát, kiểm tra rà soát những cái vùng sung yếu, những vùng sạt lở và đánh giá lại toàn bộ cái việc khai thác hiện nay. Và sau đó thì đến hôm nay thì đối với Lâm Đồng chỉ trên sông Đồng Nai cái vị trí mà giáp ranh bạn vừa nêu giữa huyện Tân Phú, Đồng Nai và huyện Cát Tiên của Lâm Đồng thì chỉ còn 2 giấy phép đang hoạt động. Đối với tỉnh Đồng Nai chỉ còn 1 giấy phép, và trong cái quy chế phối hợp mà chúng tôi đưa ra thì có mấy cái điểm mà chúng tôi cũng nêu và cũng mong là quý vị và các bạn chia sẻ. Đó là một là chúng tôi là
kiểm tra rà soát toàn bộ lại những cái khu vực chỗ nào xung yếu là tuyệt đối không cấp phép. Thứ hai là những cái đơn vị mà được cấp phép, là trong đó có hai giấy phép của Lâm Đồng và một giấy phép của Đồng Nai, phải thực hiện nghiêm. Thứ nhất là đối với cái phương tiện khai thác phải được kiểm định, có gắn định vị và camera hành trình. Thứ hai nữa là khai thác không được khai thác ban đêm, khai thác từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Và cái thứ ba nữa là trước khi khai thác phải thả phao để định vị tọa độ. Cái thứ tư nữa là khi khai thác nếu phát hiện ra là gây sạt lở thì phải bồi thường và rút giấy phép. Cái thứ tư nữa là trước khi khai thác thì buộc lòng phải thông báo cho chính quyền địa phương biết để quản lý. Và mỗi giấy phép sẽ được khai thác không quá 2 phương tiện. Và thời gian cấp phép lại rút ngắn lại là từ 3 đến 5 năm. Đó thì chúng tôi đưa một số giải pháp mà cụ thể và rút kinh nghiệm cho cái công tác quản lý khai thác cát trên sông Đồng Nai trong thời gian vừa qua. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã dành thời gian tham gia chương trình đối thoại trực tiếp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình đối thoại về cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.